Đầu tiên đó chính là đối với phần tìm ý. Đối với phần tìm ý thì chúng ta sẽ cần phải trả lời được những câu hỏi khi thuyết minh về một sự vật hiện tượng trong đời sống. Ví dụ như thực chất của sự vật hiện tượng đó là gì, hay còn gọi là biểu hiện bản chất đấy. Có thể cung cấp thông tin về sự vật hiện tượng được thuyết minh theo trình tự nào, theo phương diện nào, sắp xếp như thế nào. Việc thuyết minh sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội đó có ý nghĩa gì, nó cung cấp thông tin gì cho bạn đọc, giúp bạn đọc hiểu được điều gì và rút ra được bài học thông điệp gì cho bản thân. Từ đấy chúng ta xác định cấu trúc của bài thuyết minh. Nó có thể là nguyên nhân, hệ quả, giải pháp. Tức là hiện tượng có nguyên nhân từ đâu, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Rồi là tác động như thế nào, tác động đến mỗi cá nhân như thế nào, tác động đến xã hội tập thể như thế nào, nó có hệ quả gì, và chúng ta cần phải làm gì để tháo gỡ cái vướng mắc để có thể cải thiện về cái hiện tượng đấy. Thì cái việc cần làm cũng được triển khai từ cá nhân đến tập thể, từ nhận thức đến hành động. Và chúng ta cũng có thể xác định theo cái diễn biến thời gian, tức là nói về cái việc là hiện tượng đấy xuất hiện từ bao giờ, diễn biến như thế nào, trải qua những cái giai đoạn nào, thay đổi như thế nào, và kết thúc khi nào hay nó chưa kết thúc. Rồi là các bạn cũng có thể triển khai theo các cấu trúc khác tùy vào đặc điểm của sự vật hiện tượng khi thuyết minh, theo như các thành tố của đối tượng, theo phạm vi không gian mà đối tượng đó ảnh hưởng. Ví dụ như là hiện tượng các bạn có thể lưu ý, ví dụ như là về bảo vệ môi trường chẳng hạn, thì các bạn có thể lấy cái không gian là từ Việt Nam này, sau đấy mở rộng sang các quốc gia khác, có thể lấy mở rộng ví dụ như là trình tự từ châu Á đến châu Phi rồi đến châu Mỹ. Tức là chúng ta sẽ triển khai các phương diện theo định hướng của bản thân mình, không nhất thiết là nó phải triển khai theo nguyên nhân, hệ quả, giải pháp. Miễn sao là cái vấn đề chúng ta thuyết minh có thể được triển khai một cách đầy đủ và bao quát nhất thì các bạn đều có thể triển khai. Còn ở đây thì chúng ta có thể triển khai theo các cái phương diện, các cái định hướng khác của bản thân mình, miễn sao nó là hợp lý và logic là được. Và đồng thời thì chúng ta cũng cần phải xác định được cái ý nghĩa của việc thuyết minh sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội đấy. Đối với phần lập dàn ý thì các bạn cần phải chú ý đảm bảo được 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài, tức là chúng ta sẽ cần phải giới thiệu được sự vật hiện tượng cần thuyết minh, nêu sự tồn tại của sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội. Thân bài thì cần nêu được thực chất của sự vật hiện tượng được thuyết minh, trình bày các thông tin theo trình tự đã được lựa chọn và xác định ở phần tìm ý, tức là chúng ta triển khai cụ thể. Và lưu ý là với mỗi phương diện, với mỗi luận điểm như thế, chúng ta nên tách thành một đoạn văn có câu luận điểm rõ ràng là ở đầu, và phần sau đó chính là phần lý lẽ, những cái phần chúng ta dùng để chứng minh. Đối với phần kết bài thì cần phải nêu ý nghĩa của việc nhận thức đúng về sự vật hiện tượng được thuyết minh đấy. Về cơ bản thì dàn bài này chúng ta tìm hiểu ở phần trước, khi chúng ta tìm hiểu về các cái thuyết minh về tác giả, tác phẩm đúng không? Còn chúng ta chỉ cần thay đổi cái phần nội dung ở giữa thôi. Và đối với phần viết ấy, thì các bạn cần phải lưu ý là phần mở bài, kết bài và mỗi ý trong phần thân bài thì viết thành một đoạn văn. Tuyệt đối không viết thành một đoạn văn trong toàn bài. Mà đặc biệt là phần thân bài thì lại càng chỉ cần phải chia ra nhiều đoạn văn nhỏ khác nhau. Và chúng ta cần phải bám sát cách triển khai đã được lựa chọn ở trong phần tìm ý và lập ý theo cấu trúc nguyên nhân, hệ quả, giải pháp, hoặc là theo các thành tố của đối tượng, tức là các phương diện khác nhau, hoặc là theo diễn biến thời gian, hoặc là theo phạm vi không gian mà đối tượng đó có ảnh hưởng để triển khai phần thuyết minh. Về ngôn ngữ, lời văn thì cần phải rõ ràng, mạch lạc. Các cứ liệu, dẫn chứng và số liệu thì cần phải chính xác, trung thực và có tác dụng làm rõ cho hiện tượng đó. Đồng thời thì phải sử dụng linh hoạt phù hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm hoặc là nghị luận nhằm tăng thêm cái hiệu quả thuyết minh. Và lưu ý thì khác với các văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh thì có mục đích chính là cung cấp thông tin cho người đọc chứ không phải nhằm thuyết phục người khác về vấn đề. Vì vậy cho nên thông tin cần trình bày khách quan, điều chỉnh phù hợp mức độ, liều lượng các yếu tố biểu cảm và nghị luận. Cái này nó sẽ, bởi vì nói về thuyết minh ấy, thì khi mà chúng ta thuyết minh một hiện tượng xã hội thì chúng ta có thể nhầm sang, hoặc là có phần nào đấy trong giọng điệu của chúng ta, cách triển khai của chúng ta có phần giống với văn nghị luận. Cho nên khi chúng ta triển khai, chúng ta lưu ý cho chị là cần phải cẩn thận và điều chỉnh về cái việc là triển khai lời nói, giọng điệu, rồi là cách nêu thông tin để tránh nhầm giữa văn bản nghị luận và văn bản thuyết minh. Và trong từ ngữ thì cần phải trong sáng, đơn nghĩa, tức là nó không có nghĩa hàm ẩn, không có những nghĩa tượng trưng, nghĩa ẩn dụ, nghĩa biểu tượng, mà chỉ đơn thuần một nghĩa đen. Đơn nghĩa có nghĩa là thế. Tránh lạm dụng các hình thức tu từ, tức là chúng ta cần nói thẳng và nói đúng, còn không sử dụng những nghĩa ẩn dụ khiến cho người đọc hiểu sai về hiện tượng. Tại vì chúng ta đang cung cấp thông tin cho nên chúng ta cần phải rõ ràng và chính xác. Và bước cuối cùng đó chính là bước chỉnh sửa và hoàn thiện.
Với bước này chúng ta cần phải đọc lại văn bản đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài thuyết minh một sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội và dàn ý đã lập để chỉnh sửa hoàn thiện. Chú ý những nội dung như là bổ sung những diễn giải cụ thể, các cứ liệu liên quan đến sự vật hiện tượng cần thuyết minh để nếu thấy chưa đủ. Rồi là kiểm tra trật tự các ý, nếu thấy chưa hợp lý thì có thể thay đổi sắp xếp lại và rà soát phát hiện các lỗi về diễn đạt như là chính tả, từ ngữ và ngữ pháp. Phần chính tả và ngữ pháp chắc chắn là sẽ có điểm trong cái phần chấm điểm, cho nên là các bạn lưu ý mặc dù là nó không thuộc về mặt nội dung nhưng mà nó vẫn có điểm trong biểu điểm và chúng ta sẽ cần cẩn thận và tuyệt đối không sai về phần chính tả, ngữ pháp. Tại vì nếu sai thì chúng ta sẽ mất từ 0,25 đến 0,5 điểm một cách đáng tiếc trong quá trình chúng ta làm bài. Và về bảng kiểm với dạng bài là viết văn bản thuyết minh một hiện tượng trong đời sống xã hội thì chúng ta có thể dựa theo cái bảng sau. Mở bài thì cần phải đảm bảo đó chính là giới thiệu được hiện tượng cần thuyết minh này. Rồi là nêu rõ sự tồn tại của hiện tượng trong đời sống xã hội, tính cấp thiết của hiện tượng. Thân bài thì cần phải trình bày và làm rõ được ý kiến thông qua ít nhất hai luận điểm, tức là nó cũng tương đương với hai đoạn văn ít nhất nhá. Còn các chị vẫn khuyến khích các bạn chia làm nhiều đoạn hơn. Xem xét các vấn đề từ nhiều phía, nhiều phương diện, chỉ ra được các biểu hiện và khía cạnh của hiện tượng xã hội một cách bao quát và đầy đủ nhất. Thuyết minh về thực chất của hiện tượng xã hội, lý giải được nguyên nhân của hiện tượng, trình bày được tác động tích cực hoặc tiêu cực của hiện tượng đối với đời sống con người và có sử dụng các cứ liệu cụ thể, đặc biệt là các số liệu. Rồi là hướng đến nhận thức chung, nêu được những giải pháp nhằm phát huy hiện tượng tích cực hoặc hạn chế hiện tượng tiêu cực. Kết bài thì cần phải khẳng định lại về vấn đề, về hiện tượng đã trình bày, đồng thời nêu được ý nghĩa của việc ủng hộ hay là phản đối hiện tượng đó. Và bên cạnh cái yêu cầu về mở bài, thân bài và kết bài, chúng ta cũng cần phải lưu ý về yêu cầu kỹ năng trình bày cũng như là diễn đạt, cần phải bám sát cấu trúc nguyên nhân, hệ quả, giải pháp, cũng như là chú ý về lời văn sáng, mạch lạc, các cứ liệu chính xác và trung thực, đồng thời sử dụng linh hoạt phù hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để nhằm tăng thêm hiệu quả thuyết minh. Và từ ngữ thì cần phải trong sáng, đơn nghĩa, tránh lạm dụng các hình thức tu từ để khiến cho người đọc hiểu sai về các hiện tượng. Đây là các yêu cầu cơ bản đối với dạng bài, đó chính là thuyết minh về một hiện tượng trong đời sống xã hội. Và các bạn lưu ý là đây cũng chính là cái bảng kiểm cơ bản, cho nên đối với tất cả các dạng dạng bài thì các bạn sẽ cứ bám theo cái bảng kiểm này. Thì ý cho bài của các bạn về cơ bản sẽ luôn luôn đầy đủ. Đối với mỗi dạng bài chúng ta có thể có những cái yêu cầu cụ thể hơn nữa. Tuy nhiên thì đây chính là một cái bảng kiểm chung cho cái dạng bài này. Và để chúng ta có thể vận dụng được với cái dạng bài này thì chị và các bạn sẽ cùng nhau lập một cái dàn ý liên quan đến thuyết minh về hiện tượng hút thuốc lá điện tử của giới trẻ ngày nay. Phần này thì chị và các bạn sẽ cùng nhau lập dàn ý và chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể lập được một cái dàn ý về văn bản thuyết minh một hiện tượng nhé. Các bạn đợi chị một chút xíu. Chúng ta sẽ thuyết minh về hiện tượng. Về hiện tượng hút thuốc lá điện tử. Của giới trẻ hiện nay này. Đây là đề bài. Vậy thì đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ đến phần mở bài. Trong phần mở bài thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đó chính là giới thiệu được vấn đề cần triển khai. Và vấn đề ở đây đó chính là thuyết minh, cung cấp thông tin về hiện tượng hút thuốc lá điện tử. Phần tiếp theo đó chính là phần thân bài, luận điểm 1. Bạn có thể thấy được rằng là đề yêu cầu ở đây đó chính là thuyết minh được thực chất của hiện tượng đúng không? Thì cái luận điểm 1 của chúng ta đó chính là thực chất của hiện tượng. Nó phải nêu một số ý, ví dụ như là thuốc lá điện tử. Là thuốc lá điện tử chứ không phải là thuốc lá nhé. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý giải thích làm rõ về cái hiện tượng này một cách cụ thể hơn. Đó là thuốc lá điện tử là thiết bị sử dụng pin làm nóng dung dịch điện tử để tạo ra khí hoặc là khói cho người dùng hít vào.
xong rồi dùng hít vào này. Phải cụ thể hơn đó chính là nó chứa chất tạo mùi, rồi là hòa tan. Đó. Và chúng ta sẽ nói, có thể nói về cụ thể hơn là thành phần chính là gì. Những cái ý này thì các bạn có thể lấy ở trên mạng thêm thông tin để có thể bổ sung. Và chúng ta thấy có thể bổ sung thêm một số cái, ví dụ như là kết cấu của các loại điện tử. Sẽ bao gồm ví dụ như là pin này, rồi là bộ đốt này, rồi là nơi chứa dịch lỏng, rồi là phần gặp hút. Đấy, ví dụ như chúng ta phải cung cấp thêm thông tin, ví dụ như là nơi cái dịch lỏng của cái này thì nó sẽ chứa các hợp chất hóa học, ví dụ như là glycerin thực vật này, hay là hương liệu này, hay là cái hàm lượng nicotine. Và chắc chắn phải khẳng định đó chính là nicotine, thì là một cái chất chính trong thuốc lá thông thường, là một cái chất gây nghiện được biết đến nhiều nhất. Và hàm lượng nicotine trong thực tế ở đối với cái sản các sản phẩm sẽ được ghi ở trên các cái thiết bị thuốc lá điện tử. Và nếu như mà không có thì sẽ và nếu như là cái hàm lượng này vượt quá yêu cầu thì không được sử dụng, tại vì nó sẽ được giới hạn về cái hàm lượng sử dụng nicotine. Tiếp theo đó chính là các bạn có thể giới thiệu thêm về cái hương liệu được sử dụng, có thể là đa dạng phong phú mùi hương. Nó sẽ khác với thuốc lá thông thường. Thuốc lá thông thường thì nó sẽ chỉ có một mùi hương duy nhất, còn thuốc lá thiết bị điện tử thì nó sẽ có nhiều mùi hương, từ đó thì sẽ được giới trẻ ưa chuộng và được sử dụng nhiều hơn. Rồi là có thể giới thiệu thêm về các thành phần khác, ví dụ như là pin hay là đối với bộ đốt được sử dụng như thế nào. Thì tất cả những cái này các bạn đều có thể triển khai, tuy nhiên các bạn lưu ý là chú ý cái dung lượng dành cho phần này cũng không thực sự là quá nhiều nhá, chỉ đủ thôi nhá. Các bạn, như thế là chúng ta sẽ phần đã được triển khai về cái thực chất là hiện tượng là xong về cái thuốc lá điện tử nhá. Sau đấy chúng ta sẽ nói về cái hiện trạng của nó. Ví dụ như chúng ta sẽ tìm hiểu về các bài nghiên cứu có số liệu người dùng thuốc lá điện tử này. Và chú ý đề nó hỏi là giới trẻ hiện nay thì chúng ta sẽ phải đặc biệt lưu ý đối tượng là giới trẻ này. Từ đây chúng ta sẽ đưa ra số liệu, phải dẫn chứng cụ thể và thuyết phục. Chính xác. Về hiện tượng này. Thì đấy chính là cái phần luận điểm 1, đó chính là thực chất của hiện tượng. Đến với phần luận điểm 2, các bạn còn nhớ phần luận điểm 2 là gì không? Chúng ta sẽ nhìn lại cái phần này nhá. Luận điểm 2 đó chính là chúng ta sẽ cần phải nêu nguyên nhân. Nguyên nhân. Chắc chắn là hiện tượng hút thuốc lá điện tử sẽ là một cái hiện tượng xấu. Vậy nên là chúng ta sẽ tuyệt đối chỉ có nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xấu ấy thôi. Khi chúng ta trình bày về nguyên nhân thì chúng ta có thể chuyển cách triển khai, đó chính là từ cá nhân đến tập thể. À, xin lỗi, nguyên nhân thì sẽ phải là từ chủ quan đến khách quan. Nguyên nhân thì thứ nhất đó chính là có thể là do tâm lý. Các bạn nhớ đối tượng là giới trẻ nhé. Do tâm lý của giới trẻ muốn tìm hiểu những thứ mới lạ. Tuy nhiên thì nó sẽ dẫn đến gây nghiện vì có nicotine. Các bạn có thể check lại chính tả chị một chút xíu ở cái thông của cái chữ nicotine này nhé. Nicotine để chị xem nào, cách viết chính xác của cái cụm từ nicotine này. Đấy. Tiếp theo nhá, đó chính là cái việc dẫn đến hiện tượng hút thuốc lá điện tử nó còn cái do tâm lý đám đông của giới trẻ.
nên cho một nhóm bạn, nên khi thấy bạn mình sử dụng cũng muốn đua đỏ, cũng muốn học, chúng ta sẽ để danh từ xong hoặc kép với từ học theo. Đấy chính là cái tâm lý của giới trẻ, tức là muốn thử cái mới. Cái thứ hai là do tâm lý đám đông, hoặc là ngoài ra còn có muốn, còn do một cái điều nữa, đó chính là do mong muốn chứng tỏ bản thân. Và người trẻ có một cái tâm lý là thường cho rằng hút thuốc lá điện tử rất ngầu. Cho nên là sẽ muốn thử và thậm chí là nghiện về cái này. Ngoài ra thì nó sẽ đến từ những nguyên nhân khách quan, ví dụ như là do sự quản lý thiếu chặt chẽ từ gia đình và nhà trường. Đấy, hoặc là nó cũng sẽ do sự quảng cáo sai sự thật, do sự quảng cáo quá đà sai sự thật từ nhà bán hàng đấy, hoặc là nhà sản xuất. Thực chất thì hút thuốc lá điện tử chưa được cấm một cách hoàn toàn ở Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể nói được rằng đây là một cái hiện tượng, đây là một cái điều tích cực mà giới trẻ cần học theo. Vậy nên là những cái nhà bán hàng và nhà sản xuất có thể lợi dụng vào cái điểm này để có thể dùng những cái mỹ từ để có thể mê hoặc giới trẻ. Hoặc là nói rằng là cứ hút đi không sao đâu. Nhưng mà chúng ta biết được rằng nếu các bạn tìm hiểu thì hút thuốc lá điện tử về lâu dài nó cũng sẽ có cái hậu quả tiêu cực nhất định. Và có thể nó sẽ không quá nguy hiểm nhiều như là hút thuốc lá đơn thuần, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể nói được rằng đây là một hiện tượng tích cực. Vậy nên là lợi dụng cái điểm đấy thì nhà bán hàng và nhà sản xuất có thể cung cấp những cái thông tin nó chưa thật sự chính xác, lợi dụng những cái khe hở của pháp luật để có thể bán hàng tăng doanh số. Sau khi tìm hiểu về cái nguyên nhân xong thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến luận điểm tiếp theo, đó chính là luận điểm số 3. Luận điểm số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về hậu quả, hay cũng chính là tác động tiêu cực. Ở phần này thì cách để chúng ta có thể triển khai một cách đầy đủ, cách triển khai đó chính là từ cá nhân đến tập thể. Ví dụ đó chính là hút thuốc lá điện tử sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi giới trẻ nghiện và lạm dụng. Đồng thời thì nó có thể gây đến tiếp theo, đó chính là gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đặc biệt là với trẻ em và phụ nữ mang thai. Tức là họ không hút nhưng mà bản chất khi họ ngửi được cái mùi đấy thì họ đang gián tiếp, cho nên là nó cũng sẽ có cái những ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới bản thân họ. Tiếp theo nữa thì nó cũng có thể gây nên gây ảnh hưởng đến tập thể. Khi chúng ta hút thuốc lá điện tử thì cái việc chúng ta nhả khói ra nơi công cộng thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, vì cái họ có thể cảm thấy khó chịu, hoặc đôi khi có những người họ cảm thấy bị dị ứng với cái mùi đấy. Cho nên là chúng ta sẽ phải chú ý là nếu như mà không cẩn thận thì cái việc là hút thuốc lá điện tử nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng đến tập thể mọi người xung quanh ở nơi công cộng, không khác gì hút thuốc lá bình thường, cho dù có những người có lý lẽ nói rằng là cái mùi này thơm mà, nhưng mà không phải là chúng ta thấy thơm thì những người xung quanh đều thấy thơm. Và bản chất cái việc chúng ta hút thuốc lá không chỉ là điện tử hay là bất kỳ một hình thức nào thì nó sẽ đều gây ảnh hưởng đến mọi người trong cái tập thể, trong cái nơi công cộng đấy. Vậy nên là hút thuốc lá có thể là
khiến cho chúng ta nghĩ rằng đấy là mùi thơm nhưng mà có thể họ không hợp hoặc là họ bị dị ứng, thì chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đấy còn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa, và chắc chắn rằng nó sẽ gây ra dẫn đến thói quen xấu. Việc chúng ta đi đâu chúng ta cũng cầm theo một cái hút cái pot hoặc là một cái dụng cụ để hút thuốc lá điện tử. Việc chúng ta nhả khói ở bất kỳ nơi nào chúng ta đến sẽ gây cho những người xung quanh của chúng ta một cái nhìn và cái đánh giá về chúng ta không thật sự quá tốt. Và chị nghĩ rằng là không ai lại có thiện cảm với một người mà luôn luôn hút thuốc, kể cả hút thuốc lá điện tử hay hút thuốc lá bình thường. Vậy nên là những cái dấu ấn, những cái hành vi như thế có thể dẫn đến cái việc là chúng ta bị mọi người nhìn nhận sai về nhân cách, về cái phẩm chất, hay là có thể là bị mọi người chỉ trích. Cho nên chúng ta hãy lưu ý là nếu các bạn có những người thân hoặc là có bạn bè hút thuốc lá điện tử thì hãy góp ý cho họ để chúng ta có những cái hành vi phù hợp hơn ở nơi công cộng với những người xung quanh, để có những cái dấu ấn tốt đẹp hơn và hướng tới cái việc là bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là sức khỏe ở cộng đồng. Và ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý là có thể tìm hiểu này, những bài báo cáo đi về ảnh hưởng của thuốc lá điện tử. Từ đấy thì chúng ta lấy số liệu hoặc là dẫn chứng. Đấy, và luận điểm 3, luận điểm 4 đó chính là về cái phần giải pháp. Phần giải pháp thì cả chúng ta sẽ phải đầu tiên sẽ đi từ nhận thức, đó chính là cần nhận thức được tác hại của hút thuốc lá điện tử. Từ hút thuốc lá điện tử như thế xong thì chúng ta sẽ phải có hành động cấp thiết và phù hợp để góp phần giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá điện tử. Của giới trẻ, nó có thể là việc chúng ta tuyên truyền về cái tác hại của nó, hoặc là có thể là chúng ta sẽ góp ý dần dần với những người xung quanh, với bạn bè, với gia đình của mình để có thể giảm thiểu đi cái tần suất chúng ta sử dụng hút thuốc lá điện tử. Việc dần dần giảm thiểu số lượng sẽ dần dần dẫn đến cái việc là có thể bỏ hẳn cái thói quen này. Thì đấy chính là những cái hành động mà chúng ta có thể đưa vào. Hoặc chúng ta có thể tuyên truyền đẩy mạnh cái việc đó chính là chúng ta có thể đẩy mạnh việc tăng nhận thức của giới trẻ về tác hại của hút thuốc lá điện tử, và gia đình, nhà trường sẽ quan tâm và nhắc nhở, điều chỉnh hành vi của giới trẻ này. Cũng bên cạnh đấy thì các cái cơ quan có thẩm quyền cần mạnh tay hơn, hoặc là cần dứt khoát trong việc kiểm soát nhà sản xuất. Bán hàng này, hoặc là có những cái hành vi nghiêm cấm chẳng hạn, thì đấy chính là những cái phần về những cái người gọi là có cơ quan có thẩm quyền. Và cuối cùng là cái phần kết bài, thì các bạn sẽ cần phải nêu tầm quan trọng của việc nhận thức về hiện tượng, cũng như là các bạn có thể nêu quan điểm cá nhân ở phần này. Nói chung là bài này thì các bạn có thể kết hợp với phương thức nghị luận, tuy nhiên phải chú ý là chỉ là kết hợp sử dụng nghị luận để thuyết minh, còn tuyệt đối không sa vào cái việc là nghị luận.
Thì đấy chính là một cái dàn bài cơ bản về cái hiện tượng đó chính là hút thuốc lá điện tử của giới trẻ ngày nay. Và như vậy là buổi học ngày hôm nay chị và các bạn đã cùng nhau hoàn thành việc tìm hiểu về việc là viết văn bản thuyết minh về một sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội. Và chị mong là sau buổi học ngày hôm nay chúng ta đã phần nào định hướng được cách làm cái dạng văn bản này. Và chị cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe trong buổi học ngày hôm nay. Và chị hy vọng là đối với bài học tiếp theo chúng ta có thể cũng tập trung theo dõi và có thể có những buổi học hiệu quả hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo.